Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái cuộc đua Hero X. Và anh em chúng ta đã bước qua một cái mission mới. Các bạn nên like mấy cái con nhẹ nhẹ lại với nhau. Đây, HNT đã like xong rồi nè. Nhưng mà giờ thiếu chỗ ra trứng. Tiếng nữa mới ra được, man. Tốn bà game phí quá. Thì là tốn game cho em này ra thì cũng phí thiệt. Nhưng mà ok, mình sẽ làm video về cái bé này để không bị phí. Yeah. Em này đẳng cấp là cấp C. Nhưng mà nó là được xuất hiện lần đầu tiên. Nó là cái con Dragon mới được Dragon City đưa vào cái Advance. Nói chung là bây giờ nó vẫn chưa lót được cái hình ảnh của chú ấy. Và đây chúng ta sẽ đưa chú ấy ra lò. Đây rồi, với cái gương mặt khá là thân quen. Tốn hết 3 game của anh đó, man. Không sao, 3 game chuyện nhỏ mà. Nói chung nó là HNT không có gì hết. Bây giờ vẫn chưa nhìn được cái gương mặt của nó luôn á. Đặt tên nó là Thổ Dân Mông Đỏ. Ok. À, cho vừa lòng men luôn. Cái tội lì lộm hả, không chịu ra hả bé. Wow. Thôi mình đổi lại Thổ Dân Chơi Lửa đó. Cái này mới xứng đáng với cái tên của chú ấy. Vì sao đó, các bạn thấy chơi lửa rồi đó, nó chơi lửa xong nó lấy miếng vải ra, nó úng ba la cà nai xe muội bốc khói lên nè. Mấy con rồng bình thường làm gì làm được cái trò này, chỉ có cái bé này có cái khả năng rất là bá đạo luôn. Wow. Nó mới có một cái hành động gì đó, các bạn coi nè. Cầm cái búa nó trời ơi, man. Đẹp hết luôn. Một cái búa bự gấp đôi người của nó luôn mà nó vẫn cầm nó trời y như đúng rồi. Giờ lên level 7. Ù chà, trời hai phát luôn các bạn à. Không thể tin được. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó lên chắc tầm khoảng lịch sử của những cái con cấp C đó thì chắc tầm khoảng level 10, 11 đi. Mình được cái gì không có, được cái có điều kiện thôi. Còn năm mấy. Gì cũng có, được cái có điều kiện thôi các bạn. Nói chung là vậy. Để xem nào. Chúng ta sẽ đi like khoảng năm mấy con. Một thành viên like 5 con. Cái này thốn á mày. Chúng ta chỉ có hai cái lò thôi, bắt lại 5 con. Cái này gì vậy? What the hell? À, cái con này like với cái con này, nó sẽ ra cái con này. Nè, và bây giờ nó yêu cầu mình hãy like hai con này lại với nhau. Ok. Mình like chưa? Hiện tại thì cái con này like với cái con này, mà cái con này là mình chưa có. Ok. Rồi giờ sao? Ở ra luôn rồi hả? Wow, lầy lội gì luôn á. Cuối cùng là mình la hai con này lại với nhau chưa ta? Một cái là nằm ở đây. Một cái nằm ở đây. Ôi vậy là không ra rồi, có 8 tiếng làm sao mà ra. Thôi rồi, lỡ mơ rồi. Thôi bỏ đi man. 2 ngày nó mới ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ... Wow, cái gì đây? Một hòn đảo mới các bạn à. Một hòn đảo mới và nó có game và thức ăn. Làm sao để lấy mấy cái này đây man. 248.000 nữa hả man. Ok, chắc tập sau mình mới có ý định đây là đốt 248.000 để lụm được mấy cái miếng này quá. Ok, các bạn hãy chờ đi để HNT đi kiếm tiền cái đó. 248.000 mình phải kiếm trong vòng khoảng 1 ngày, 2 ngày. Một ngày mình đi làm việc mình chỉ nhận được có 175.000 thôi. Cuộc sống rất là khó khăn luôn, với cái này nhìn cũng ngon thiệt nhưng mà khá là tốn kém đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi
Làm về một cái con. Khoan đã. Đây, chúng ta đã tốn không ít thời gian công sức và bây giờ mình nghĩ đó là mình có thể tìm được một bé ở đây. Mò mò đường tiếp. À, nó nằm ở đó hả? Mình nhớ là ở đây có một con nữa nè. Đoán không lầm là vậy. Ở đây phải có một cái mảnh gì đó chứ. Mình đi vô tới trong đây luôn mà nó không ra sao? Đây rồi, đây rồi. Cuối cùng thì em ấy đã xuất hiện. Yeah. Một baby. À, đây là mảnh thứ hai đúng không? Còn ở mé bên đây là mình mới tìm ra được một cái vùng đất mới. À, đi hướng nào lên em men? Hướng nào sẽ gần hơn? Hình như hướng nào nó cũng giống nhau thôi đấy. Không còn tiền để lên. Còn không 3 ngày nữa. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ lấy được cái bé này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ đi thu hoạch để... Ở sau thu hoạch không có ra hiển điểm cho Advanta. Đó, nói chung là bây giờ hiện tại là chúng ta đang thiếu đất. Mình muốn mở, nó không cho mình mua, nó không cho mình mua đất rồng nữa. Và bây giờ mình, nó ép mình đó là phải nâng mấy cái mảnh của mình có. Nâng mấy cái này giống như là cái này đi. Mình sẽ phải nâng mở rộng ra. Đó, chứ nó không có cho mình mua mua thêm nữa. Và bây giờ chúng ta đang bị một cái khá là eo hẹp, đó là đất. Đất mình không đủ để bung. Đó. Một mảnh đất thì nó bán mình với giá đó là 248 ngàn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chiến đấu nha. Ở đây mình sẽ đem cái con dragon mới của mình, thổ dân chơi lửa. Ok, đặt nó thổ dân đích đỏ mà thấy kỳ quá. À, mình sẽ để cái xe tăng này ở lại. Wow, mình quên một điều là mình mới đem nó đi like các bạn, đem nó đi like và nó không xuất hiện trong cái khu vực này rồi. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ làm về sự trở lại của một cái con dragon khác vậy. Và tập sau có lẽ mình sẽ làm về chú ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm về sự trở lại của một anh đại, một nhân vật huyền thoại. Một nhân vật đã từng làm mưa làm gió ở tất cả những thị trường. Đó chính là Du Kinh Công. Wow, bạn nào là fan chân chính của Du Kinh Công comment nói HNT biết với nha. Hôm nay mình đem chú ấy trở lại đấu trường đây. Ác xanh, và như các bạn đang trông thấy thì với một cái sức mạnh, với một cái đôi bàn tay được gắn kim cương, 2 viên, 4 viên, 6 viên và như là 6 viên đá được gắn ở 4 cái chân, của lộn, 2 cái chân, 2 cái tay các bạn. Cái sự hậu báo của chú ấy thì không hề nhẹ tí nào. Và HNT sẽ quyết định sử dụng tuyệt kỹ thứ hai, đó chính là tuyệt kỹ mặt trời. Wow, sát thương người ra 22.000. Một sao nè, ghê không? Oh my ghê quá, thợ HNT, ghê quá. Thấy 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 cái cầu thấy cái cậu này đặt cái tên mà hết hồn luôn đấy. Hãy xem sức mạnh đến từ Du Kinh Công các bạn nha. Bàn tay ma thực của chú ấy vẫn đập đất, vẫn đập thành công cục đất. Bánh xác luôn rồi. Và đây một sao nè, ghê không hả bé? Lên được. Ghê quá ghê mà. Bây giờ chúng ta sẽ đấu với một cái con thuyền trưởng đẹp trai. Level là 26, lượng máu lên tới 42.000 và sát thương gây ra khá là chua. Hai tay quyết định đem một cái con cực kỳ hậu báo của mình, đó chính là rồng bốn đầu. Ồ, tắm rửa luôn, nó tắm rửa một cái lượng nước không hề nhẹ vào con rồng bốn đầu của mình. Theo sự suy tính đủ các kiểu của HNT thì chúng ta sẽ quấn con này khoảng 2 phát nó mới chết. Mặc dù đang mang trong người sức mạnh của level 38 nhưng mà chiêu chưa được luyện. HNT đang có ý định sẽ mang cái con này đi luyện chiêu. Và khi mà nó luyện chiêu thì nó sẽ không có thời gian để cho nó lên được cái tới chữ A cộng các bạn. Rồng bốn đầu mình sẽ thay đổi nha. Trận này mình sẽ đấu thần một xì tin đi. Đó. Chúng ta phải có một cái điều gì đó thay đổi cho nó vui. Wow, ba con heroic luôn. Và dường như tem bạn có một cái sức mạnh rất là ghê cái mà gớm.
mình sẽ cho Du Kinh Công. Sự trở lại của chú ấy là phải cho chú ấy xuất hiện nhiều chút xíu chứ đúng không nào? 18.000 đang lãnh sát thương luôn. Ù, chúng ta lại bị đam. Chúng ta không phải là được đam mà chúng ta lại bị đam các bạn à. Yeah, hoa cỏ mùa xuân vừa được lên đường. Tiếp theo là sói ca. Ù la la, con sói ca này nhìn ngầu phết. Chúng ta sẽ giác Kinh Công đi ha. Mình sẽ lấy Kinh Công, lấy gọi là mồi thử lửa, thử phát xem. Oh my god, nó được đam với mình luôn. Nó được đam với mình các bạn à. Bình tĩnh, chúng ta không có gì phải gọi là vội vàng cả. Mình sẽ xử lý một cách cực kỳ khôn khéo dứt điểm. Yeah. Tiếp theo là Silly. Bàn tay ma thuật đang được thi triển. Sa tăng hả bé? Sa tăng thì anh sẽ nhờ tới gọi là xi măng để trị chú. Ủa lộn, Silly. Ủa lộn, xì tinh. Dâu... Thằng mọc xì tinh để gia trị con Silly này mới được. À, 19 ngàn. Ủa, hai quả cầu thủy tinh. Ủa lộn, hai quả cầu. Hai cục đất. Ok, cho nó là hai cục đất vừa được ghép lại đi. Yeah. Thành công. Tên tên tên. Rất là thú vị. Nhận thêm được 5 viên game ở cái đấu trường này. À, chúng ta phải thoát ra vào lại. Hôm nay mình mang con Kinh Công đi đó là phải nói rằng rất là hổ báo rồi. Vì con Kinh Công nó rất là mạnh. Nó là một trong những con khỉ ca rất là hổ báo. Wow, và bây giờ chúng ta đang đối phó với lại nữa tem 3 con Heroic. Cho thần Mộc Xì Tin ra biểu diễn với những cái tuyệt kỹ chú ấy đã thất truyền từ lâu. Hai con hệ cỏ đang đấu nhau. 28.000, sao nó được đam với mình. Mình cũng được đam với nó nữa, chỉ là mình quánh theo phong cách hiền lành thôi. Quánh theo phong cách hiền lành dễ chịu các bạn. Wow, siêu trâu. Đã từ lâu rồi anh không có mang siêu trâu rồi chiến đấu. Chắc có lẽ anh sẽ giác siêu trâu trở lại quá. Nhưng mà trước khi trở lại thì anh sẽ hạ cái bé này. Nhưng mà anh muốn bé này, con này vô ra hốt anh phát tắt thở. Con này nó được đam với anh nè, khó lắm. Ok, chấp nhận hy sinh vì tổ quốc luôn. Nếu như chú Quýnh anh không chết là chú mệt với anh. Oh yeah. Không chết các bạn, là lịch sử được lặp lại rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lịch sử nào. Wow, một hit một em luôn nè. Lượng máu chỉ còn 136. Hôm nay cái độ may mắn của mình khá là cao. 41.000. Con này tới 46, quýnh nó không tắt được. Rồi chúng ta phải tính toán đủ các kiểu con đà đẻo để có thể hạ được tem bạn. Ồ, hai con Heroic và một con đẳng cấp L VIP. Yeah, 2, 4. Ồ, con này nó có khá là nhiều mắt luôn ấy. 5 con mắt. Ôi thốn đấy. Đây, anh sẽ cho gọi là Kinh Công ra để giải quyết vấn đề. Cái gì chứ, để mọi chuyện đã có công rồi. Công lo, 24. Ồ, sao công bị quýnh thảm vậy công. Phan cho sứ huề cho con chạy vô cái đã. Con Kinh Công nó rất là mạnh nhưng mà nó phải có đất dụng võ. Giống như anh hùng phải có đất dụng võ vậy. Nếu như mà anh hùng mà không có đất dụng võ thì cũng như người bình thường thôi man. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ đối phó với một cái bé tiếp theo. Đây, thần Mộc Xì Tin sẽ ra tay. 41.000. Ồ, căng đấy. Dứt điểm luôn man. Tuyệt vời ông mặt trời. Yeah. À, chúng ta có thể đấu quên nữa. Thấy anh ta chọn cái con dragon khác đấu cho vui. Đấu phải nhiều con nó mới hấp dẫn chứ hả. Wow, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái bé này như thế nào đây. Ê, cái bé này hình như là khá là dễ luôn ấy. Sao tên bạn nó có một con thủ thôi.
để chỉ một con duy nhất, một con thủ thôi các bạn ạ. Oh yeah, tuyệt vời. Giờ để HNT xem là like, chúng ta phải chịu like. Mình like mất tiêu hết trơn rồi nhưng mà nó không ra. Tốn bảy mấy game HNT làm gì còn tiền man. Ôi dạ, xem anh em trong clan nào. Anh em trong clan mà mấy cậu không chịu làm việc mà mình cũng không biết làm sao luôn. Bây giờ nó không cho kích nữa rồi. Gọi là nó khóa rồi, nó không cho vào, nó không cho ra. Em này nó căng rồi. Wow, anh em chúng ta lên hạng 2 các bạn à. Lên hạng 2 rồi, làm sao mà lên hạng nhất đây? Phải giành được top 1 mới được. Ồ, anh 600 mấy rồi, cái cậu thứ hai này gần giành chức danh. Mà ba cậu cuối này không chịu làm gì mới đâu. Casey Guy với Quân Vũ. Quân Vũ chắc là thành viên trong kênh HNT Channel đấy. Thì cậu ấy nạp đơn vào mà nhưng mà sao không làm việc nhỉ? Ai biết Quân Vũ, hãy nói cậu ấy vào phụ tem làm nhiệm vụ với. Wow, và các bạn xem video đừng quên cho HNT một like và một chia sẻ video qua Facebook nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng bấm đăng ký và nhớ mở thông báo kênh lên nha mọi người. Và hiện tại chúng ta đang có cái có thể like ra những cái bé này. Anh em nào có những cái con dragon có thể ở đây nó có cách like sẵn đây, các bạn chỉ cần bấm vào đây là ok. Đó, rất là dễ luôn. Và ở đây cái này nó hơi ngon nè nhưng mà khá là tốn kém đây. Cái này mình nghĩ chắc cũng tầm khoảng gần 100 game thôi chứ không tới đâu. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.